kính chào quý vị khán giả đang theo dõi chương trình chào ngày mới của truyền hình nhân dân. Thưa quý vị, tuân thủ thông điệp 5K trong bối cảnh nhiều địa phương trên cả nước đang gồng mình chống dịch, là chúng ta đã và đang góp một phần công sức trong công cuộc chung tay đẩy lùi dịch bệnh. Và để khởi đầu ngày mới, chúc quý vị và các bạn có nhiều niềm vui và an toàn. Còn ngay bây giờ là nội dung chi tiết của chương trình. Thưa quý vị, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính vừa ký quyết định 1410 kiện toàn Ban chỉ đạo quốc gia về phát triển điện lực để giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo về lập, thực hiện quy hoạch phát triển điện lực quốc gia và các dự án điện trọng điểm. ban chỉ đạo có nhiệm vụ chỉ đạo kiểm tra đồn đốc việc lập quy hoạch phát triển điện lực quốc gia thực hiện đầu tư xây dựng các công trình nguồn điện lưới điện trong quy hoạch kế hoạch phát triển điện lực quốc gia được thủ tướng chính phủ phê duyệt đặc biệt là các dự án trọng điểm do thủ tướng chính phủ phê duyệt trên cơ sở đề xuất của bộ công thương để bảo đảm cung ứng đủ điện cho phát triển kinh tế xã hội của đất nước chỉ đạo kiểm tra đồn đốc việc thực hiện chủ trương chính sách mua bán điện với nước ngoài phát triển năng lượng tái tạo chỉ đạo kiểm tra đôn đốc việc đầu tư xây dựng hạ tầng cơ sở nhập khẩu than khí thiên nhiên hóa lỏng và công tác đàm phán ký kết các hợp đồng nhập khẩu than khí thiên nhiên hóa lỏng cho các dự án nguồn điện, đồng thời chỉ đạo các bộ ngành, ủy ban nhân dân các tỉnh liên quan cùng với chủ đầu tư, các tổ chức tư vấn trong nước và nước ngoài, các nhà thầu thực hiện các nội dung theo nhiệm vụ để bảo đảm tiến độ thi công và chất lượng công trình, chỉ đạo phối hợp các ngành địa phương liên quan giải quyết các vấn đề vướng mắc trong việc thực hiện bồi thường, hỗ trợ di dân, tái định cư, giải phóng mặt bằng các dự án điện. Sở Công Thương tỉnh Lạng Sơn cho biết từ ngày 16 tháng 8 tại cửa khẩu Tân Thanh còn tồn hơn 233 xe hàng chờ xuất khẩu. Nguyên nhân là do phía Quảng Tây Trung Quốc tạm dừng hoạt động thông quan để tăng cường kiểm soát chặt chẽ phòng chống dịch COVID-19. Hiện nay, số lượng phương tiện chở hàng hóa xuất khẩu, đặc biệt là xe chở hàng nông sản, vẫn tiếp tục tập trung đưa lên cửa khẩu tỉnh Lạng Sơn nếu không có sự điều tiết phù hợp của các cơ quan chức năng và chính quyền địa phương sẽ ảnh hưởng đến chất lượng hàng hóa, gây nguy cơ thiệt hại về kinh tế cho doanh nghiệp, thương nhân, gia tăng áp lực bến bãi tại các cửa khẩu. Vừa mới đây, Bộ Công thương cũng đã có thông báo chính thức về thông tin Trung Quốc đột ngột dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu Tân Thanh, tỉnh Lạng Sơn trước thông tin trung quốc đột ngột dừng hoạt động xuất nhập khẩu hàng hóa tại cửa khẩu tân thanh tỉnh lạng sơn phía trung quốc là pò trài quảng tây bộ công thương đã làm việc với tỉnh lạng sơn và chi nhánh thương vụ việt nam tại quảng tây qua xác minh không có thông báo chính thức nào từ phía trung quốc về việc dừng thông quan tại tân thanh pò trài hiện hoạt động thông quan hàng hóa xuất nhập khẩu chính ngạch tại khu vực cửa khẩu hữu nghị hữu nghị quan vẫn diễn ra bình thường bộ công thương khuyến nghị các thương nhân chuyển đổi hoạt động xuất khẩu hàng hóa từ tiểu ngạch sang chính ngạch để giảm thiểu rủi ro cùng với đó tăng cường các biện pháp phòng chống dịch đối với người và phương tiện vận chuyển hàng hóa bảo đảm lưu thông thông suốt an toàn tại khu vực biên giới nhằm hỗ trợ bà con nông dân và doanh nghiệp gặp khó khăn trong việc tiêu thụ lúa gạo bộ công thương đã trình thủ tướng chính phủ kiến nghị sớm mở luồng xanh vận tải đường thủy để tiêu thụ lúa gạo tại các tỉnh đồng bằng sông cửu long Lúa gạo sản xuất tại đồng bằng sông Cửu Long được vận chuyển 95% bằng đường thủy, do giãn cách xã hội tại các tỉnh phía Nam, chuỗi cung ứng lúa gạo hàng hóa từ đồng ruộng ra đến cảng xuất khẩu gặp khó khăn, do đó Bộ Công Thương kiến nghị Thủ tướng Chính phủ xem xét phương án luồng xanh cho vận tải đường thủy, áp dụng linh hoạt các phương án như chấp nhận các xét nghiệm nhanh tại ấp xã đăng ký thông tin, lịch trình di chuyển với cơ quan quản lý nhà nước, đặc biệt xem xét ưu tiên phân luồng xanh, xét nghiệm nhanh tại chốt kiểm dịch trên sông cho các phương tiện vận chuyển lúa tươi. Riêng khâu vận chuyển lúa gạo dưới các nhà máy thì chốt kiểm dịch trên các sông lớn tại các nơi giáp danh cần bố trí cơ sở xét nghiệm đi kèm trong phạm vi gần nhất. Với trường hợp thương nhân đồng ý hỗ trợ cung cấp các bộ kit xét nghiệm nhanh cho các chốt trên sông, nhân viên chịu trách nhiệm trực chốt tiến hành xét nghiệm nhanh và đóng dấu thông hành cho các phương tiện di chuyển. Đối với phương án này, đề nghị các cấp lãnh đạo địa phương chỉ đạo linh hoạt, chỉ yêu cầu giấy xác nhận âm tính với COVID-19 PCR khi phương tiện rời bến cũng như cập bến. Thưa quý vị, như truyền hình nhân dân đã đưa tin, Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Nam và Ủy ban chính quyền tỉnh Xê Công Lào phối hợp tổ chức công bố lễ khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ọc. Sự kiện này có ý nghĩa hết sức quan trọng trong thúc đẩy hội nhập quốc tế của hai địa phương Quảng Nam xê Công, đồng thời còn mở ra cơ hội giao lưu phát triển du lịch và đi lại giữa các địa phương dọc hành lang kinh tế Đông Tây. Thưa quý vị, hôm nay diễn ra lễ công bố khai trương cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang, tỉnh Hoa Nam với đất tạo tỉnh Xê Công, nước bạn Lào. Sự kiện này đánh dấu một bước phát triển mới trong mối quan hệ song phương giữa tỉnh Quảng Nam với tỉnh Xê Công, đồng thời mở ra cơ hội đẩy mạnh hoạt động giao thương hàng hóa dọc hành lang kinh tế Đông Tây. Khi chính thức trở thành cửa khẩu quốc tế, Cửa khẩu Nam Giang Đắc Tà Ốc sẽ giúp phát triển kinh tế, thương mại và đầu tư của các địa phương, đồng thời mở ra triển vọng mới trong quan hệ hợp tác kinh tế, thương mại, du lịch giữa vùng kinh tế trọng điểm miền Trung Việt Nam với các tỉnh Trung, Nam Lào và Đông Nam Thái Lan. Cửa khẩu Đắc Tà Ốc là cửa khẩu quốc tế đầu tiên của tỉnh Sê Công, sẽ tạo điều kiện thông thương hàng hóa, nâng cao đời sống người dân. Bên cạnh đó, thì kinh tế xã hội của tỉnh Sê Công sẽ ngày càng phát triển hơn. Cặp cửa khẩu song phương Nam Giang Đắc Tà Óc được nâng lên thành cửa khẩu quốc tế sẽ góp phần mở ra cơ hội hợp tác mới cho các tỉnh biên giới hai nước nói chung. Qua đó, cùng nhau nỗ lực phấn đấu xây dựng đường biên giới hòa bình, ổn định, hữu nghị, hợp tác và phát triển. Đối với tỉnh Quảng Nam của chúng ta là một cái điểm cuối có cái cơ hội rất lớn về khai thác lợi thế về logistics của cảng biển và các khu công nghiệp, các khu kinh tế. Khi mà phát triển cái cửa khẩu quốc tế này lên cộng với toàn bộ cái tuyến đường cơ bản đã được đầu tư hoàn thành đồng bộ thì chắc chắn là cái điều kiện phát triển kinh tế nhất là phát triển công nghiệp và du lịch của tỉnh quảng nam nói riêng và các địa phương trong cái vùng hành lang kinh tế đông tây nói nói chung sẽ được khai thác ở mức tốt nhất Cặp cửa khẩu quốc tế Nam Giang Đắc Tà Ốc đưa vào vận hành sẽ mở ra cơ hội mới cho hai tỉnh Quảng Nam và Sê Công trong phát triển kinh tế xã hội, đẩy mạnh thương mại đầu tư giữa hai nước. Tuy nhiên, để đạt được điều này, hai bên cần bổ sung quy hoạch, tăng cường đầu tư nâng cấp đồng bộ hạ tầng kỹ thuật, các cung đường và kết nối với các địa phương trong vùng, đồng thời tiếp tục bàn bạc sớm có cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, phát triển du lịch, tạo điều kiện giao lưu hàng hóa được thuận lợi. Tiếp tục với những thông tin đáng chú ý về dịch COVID-19. Thưa quý vị, báo cáo từ Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật thành phố Đà Nẵng cho biết hôm qua thành phố đã ghi nhận 120 ca nhiễm mới, 48 ca trong cộng đồng. Nóng nhất là chuỗi ca nhiễm chợ đầu mối Hòa Cường với 84 ca. Đây là số ca nhiễm cao nhất được ghi nhận trong một ngày tại thành phố Đà Nẵng tính từ ngày 3 tháng 5. Lãnh đạo thành phố Đà Nẵng yêu cầu các quận huyện phát phiếu khảo sát để người dân khai báo các trường hợp làm việc hoặc từng đến chợ đầu mối Hòa Cường để tiến hành xét nghiệm, trường hợp nào để lây lan dịch bệnh sẽ xử lý hình sự ngành y tế thành phố phân tích chính xác cụ thể phân loại tiếp xúc gần để xét nghiệm kỹ các trường hợp đối với những ca nhiễm trực tiếp làm nhiệm vụ chống dịch được phát hiện lãnh đạo thành phố yêu cầu ra soát kỹ các nguy cơ để tiến hành ngay việc khoanh vùng trong thời gian tới các quận huyện thống kê danh sách lực lượng chống dịch mới được huy động để lên kế hoạch tiêm vaccine dù mới được thành lập chưa đầy một tháng, nhưng Bệnh viện Giã chiến truyền nhiễm số 4 có nhiệm vụ tiếp nhận điều trị bệnh nhân mắc COVID-19 trên địa bàn tỉnh Khánh Hòa và các địa bàn lân cận, góp phần chia lửa cùng các địa phương trên địa bàn quân khu 5. Theo dõi sát sao tình trạng sức khỏe của bệnh nhân thông qua thăm khám trực tiếp và qua các thông số trên hệ thống máy móc, bất cứ diễn biến thay đổi nào của bệnh nhân cũng được các bác sĩ tại Bệnh viện Giã chiến truyền nhiễm số 4 cập nhật kịp thời. Chúng tôi xác định là nhiệm vụ hết sức khó khăn phức tạp Nhưng chúng tôi rất tự hào vì được tham gia tuyến đầu chống dịch. Hiện tại là nhân dân rất cần chúng tôi. Để nâng cao hiệu quả hoạt động, bệnh viện dã chiến truyền nhiễm số 4 thường xuyên kết nối với các cơ quan thường trực, ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 Bộ Quốc phòng và trao đổi chuyên môn với các đơn vị đã tham gia bệnh viện dã chiến truyền nhiễm trước đó. Vì thế sau hơn 2 tuần đi vào hoạt động chính thức, bệnh viện vận hành thông suốt, bảo đảm an toàn mọi mặt trong thời gian con ở đây thì con cảm ơn tôi bác sĩ để giúp cho con về nhà sớm với lại bố mẹ con cũng về luôn rồi cơm ăn đầy đủ lắm con cảm ơn chú rất nhiều qua thời gian mà điều trị ở bệnh viện giải chiến số 4 tổng cục hậu cần à tôi thấy cơ sở vật chất ở đây rất là đầy đủ trang thiết bị rồi cơ sở vật chất nhân viên rất là tận tình chu đáo tôi vô cùng là cảm ơn toàn thể nhân viên bệnh viện và anh em tuyến đầu đã chữa trị cho mọi người cho chúng tôi đã vượt qua đại bệnh Covid rất là nguy hiểm này. Áp lực công việc là khi vừa đi vào vận hành là đã tiếp nhận số lượng lớn bệnh nhân từ các cơ sở y tế trên địa bàn. Thế nhưng mỗi bệnh nhân chuyển biến tích cực trong quá trình điều trị tại bệnh viện đã trở thành động lực để các cán bộ nhân viên y tế ở đây tiếp tục vượt khó cùng đồng hành với nhân dân trên hành trình đẩy lùi dịch bệnh. Nhiều tỉnh thành phố bị phong tỏa do dịch cho nên ngư dân tỉnh Quảng Ngãi không thể cập bến neo trú nơi khác mà ồ ạt trở về quê nhà. Ở trên tàu thì thiếu thốn, cách ly tập trung thì không có khả năng trả phí, hàng trăm ngư dân lưng chừng giữa biển. Nguy cơ lây nhiễm dịch Covid-19 trên vùng biển Quảng Ngãi là điều hiển hiện. hiện. Toàn tỉnh Quảng Ngãi có khoảng 230 tàu thuyền và 700 ngư dân trở về quê qua tuyến đường biển, đường bộ trong hơn một tuần qua. Sau khi cập bờ, làm thủ tục y tế, ngư dân vẫn chưa thể lên bờ và chờ đợi phía địa phương giải quyết. Theo quy định của tỉnh Quảng Ngãi, ngư dân trở về từ các tỉnh thành phố phải cách ly y tế tập trung có thu phí. Điều này khiến chủ tàu lẫn ngư dân lo lắng và bất an. Bây giờ tàu vô đi hoạt động không được. cơm gạo nuôi anh em ở dưới ghe đi làm không được bị covid làm không được rồi tiền nuôi anh em đây rồi gạo cháu đây ít bữa đây cầm rửa ngoài biển là coi như là mấy chục ngày rồi bây giờ vô đây 10 ngày rồi gạo cháu không có Quảng Ngãi hiện có hơn 1.500 tàu thuyền đánh bắt xa bờ cùng hàng chục nghìn lao động trên biển. Tại tâm dịch Đức Phổ có 450 tàu thuyền neo tại cảng Sa Huỳnh, vẫn còn hơn 600 tàu thuyền cùng 4.300 ngư dân đang đánh bắt neo trú ở các tỉnh phía Nam, Vịnh Bắc Bộ và có thể trở về quê bất cứ lúc nào. Vì vậy, chính quyền địa phương cần có giải pháp và những chính sách để hỗ trợ kịp thời cho bà con ngư dân. Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế buôn lậu, Bộ Công an C03 đang điều tra vụ án sản xuất, buôn bán hàng giả, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ và môi giới hối lộ xảy ra tại công ty cổ phần in và văn hóa truyền thông Hà Nội, công ty trách nhiệm hữu hạn sản xuất và thương mại Phú Hưng Phát, đội quản lý thị trường số 17, Cục Quản lý thị trường thành phố Hà Nội và các đơn vị liên quan. Qua đó đã tiến hành khởi tố, bắt tạm giam ông Trần Hùng, nguyên tổ trưởng tổ 304, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công Thương cùng đồng phạm. Căn cứ tài liệu chứng cứ thu thập được trong quá trình điều tra mở rộng vụ án, ngày 17 tháng 8, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu Bộ Công an ra quyết định bổ sung quyết định khởi tố vụ án hình sự môi giới hối lộ, đồng thời ra quyết định khởi tố bị can và áp dụng biện pháp ngăn chặn bắt bị can để tạm giam đối với bị can Trần Hùng, kiểm soát viên, nguyên tổ trưởng tổ 304, nay là tổ trưởng tổ 1444, Tổng cục Quản lý thị trường Bộ Công thương về tội lợi dụng chức vụ quyền hạn trong thi hành công vụ, quy định tại điều 3 356 bộ luật hình sự. Bị can Nguyễn Duy Hải về tội môi giới hối lộ quy định tại điều 365 bộ luật hình sự sau khi viện kiểm sát nhân dân tối cao phê chuẩn các quyết định và lệnh tố tụng nêu trên cùng ngày cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đã thực hiện tống đạt các quyết định khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt khám xét đối với bị can nêu trên bảo đảm đúng quy định của pháp luật hiện cục cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng kinh tế buôn lậu bộ công an đang tiếp tục khẩn trương mở rộng điều tra vụ án xác minh truy tìm tài sản thu lợi bất chính để có biện pháp xử lý theo quy định của pháp luật Hôm qua, Công an huyện Phú Lộc, tỉnh Thừa Thiên Huế ra quyết định khởi tố vụ án làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người liên quan vụ vi phạm quy định phòng chống dịch gây lây lan mầm bệnh ra cộng đồng. Qua truy vết, cơ quan chức năng đã xác định một người có yếu tố nhiễm COVID-19 dù đang trong thời gian cách ly tại nhà ở thôn Phước Hưng, xã Lộc Thủy, huyện Phú Lộc từ ngày 9 tháng 8, nhưng đã ra khỏi địa bàn và tiếp xúc với gần 100 người làm lây lan dịch bệnh cho 5 người trong gia đình, Liên quan đến việc này, Ủy ban nhân dân huyện Phú Lộc đã ra quyết định tạm đình chỉ công tác chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Lộc Thủy. Công an huyện Phú Lộc cũng đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. Theo thông tin dịch tễ, một bệnh nhân COVID-19 trú tại thôn Liễu Trì, xã Bình Nguyên, huyện Thăng Bình, tỉnh Quảng Nam, trở về địa phương từ vùng dịch chợ đầu mối Hòa Cường, thành phố Đà Nẵng, nhưng không thực hiện việc khai báo y tế và cách ly y tế theo quy định, dẫn đến bản thân nhiễm dịch bệnh COVID-19, sau đó lây lan sang 3 trường hợp là thành viên của gia đình. Quá trình điều tra, xác minh, căn cứ tài liệu chứng minh đã thu thập có dấu hiệu của tội phạm làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm gây nguy hiểm cho người khác, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Thăng Bình đã quyết định khởi tố vụ án hình sự đối với hành vi trên để tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định. Năm nay do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, nhiều tỉnh thành phải thực hiện giãn cách xã hội theo quy định của chính phủ, cũng bởi vậy mà khác với mọi năm, mùa vu lan báo hiếu năm nay trở nên đặc biệt hơn khi các hình thức dịch vụ vu lan trực tuyến phát triển hơn bao giờ hết. với nhiều bước tiến mới công nghệ mới để mọi người cảm thấy gần gũi thân thiện và thiêng liêng hơn các dịch vụ trực tuyến như cúng rỗ và đặt rỗ lựa chọn các sản phẩm lễ vật tưởng niệm online tham quan thực tế ảo đều được triển khai thực hiện đại lễ vu lan báo hiếu cũng được các đơn vị dự kiến tổ chức trực tuyến live stream đồng bộ qua kênh tại việt nam lễ vu lan báo hiếu từ lâu đã trở thành một truyền thống tốt đẹp trong đời sống của người dân việt nam đạo lý ấy hài hòa với truyền thống uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ người trồng cây của dân tộc trong mùa vu lan đặc biệt năm nay, dù không thể đến trực tiếp thăm viếng phần mộ gia tiên như mọi năm vì dịch bệnh, thế nhưng thông qua các ứng dụng trực tuyến, đồng bào Phật tử, bà con nhân dân vẫn có thể bày tỏ được tình cảm tri ân, báo ân của mình với gia tiên mà vẫn có thể bảo đảm công tác phòng chống dịch bệnh COVID-19. Chuyển sang các tin tức quốc tế, một viện nghiên cứu ở thành phố Vũ Hán, chi nhánh của hãng dược Sinopharm đã cô lập thành công biến thể Delta của virus SARS-CoV-2 và đang đẩy nhanh quá trình phát triển liều vaccine đặc biệt để chống lại biến thể này. Thành phố Vũ Hán, nơi đầu tiên xuất hiện dịch COVID-19 vào cuối năm 2019, cũng đã phát hiện ca nhiễm biến thể Delta đầu tiên sau khoảng một năm không ghi nhận ca mắc mới. Hiện các chuyên gia của Viện Nghiên cứu Vũ Hán đã thử nghiệm lâm sàng giai đoạn 3 với loại vaccine ngừa COVID-19 do Viện Phát triển cho thấy vaccine có hiệu quả bảo vệ toàn diện là 72,51% với tất cả các đối tượng tiếp nhận và có hiệu lực bảo vệ 100% trước nguy cơ bệnh tiến triển nặng. Tất cả các tình nguyện viên sau khi được sử dụng vaccine đều sản sinh ra lượng kháng thể ở mức cao. Viện Nghiên cứu Công nghệ Sinh học Vũ Hán đặt mục tiêu sản xuất từ 80 đến 100 triệu liều vaccine một tháng để đáp ứng nhu cầu và mới đây đã thiết lập những dây chuyền được thiết kế để sản xuất một tỷ liều vaccine một năm. Sau những biến động tiêu cực mạnh mẽ của thị trường lao động năm 2020, hiện tỷ lệ thất nghiệp của Pháp đã giảm xuống chỉ còn 8%, tương ứng với 2,4 triệu người và tương đương với mức ghi nhận vào cuối năm 2019, thời điểm trước khi bùng phát dịch bệnh Covid-19. Pháp đã trải qua một giai đoạn khó khăn và nền kinh tế đang trên đà phục hồi. Đặc biệt, tỷ lệ việc làm ở lứa tuổi lao động từ 15 đến 64 chiếm đến 67%, cao nhất kể từ năm 2003 đến nay. Kế hoạch mỗi thanh niên một giải pháp của chính phủ đã mang lại cơ hội cho các lao động trẻ, đặc biệt nhóm thanh niên ở lứa tuổi từ 15 đến 24 là đối tượng được hưởng lợi nhiều nhất. Tỷ lệ thất nghiệp của nhóm này hiện ở mức 19,8%, trong khi những người trên 50 tuổi thì vẫn đang gặp khó khăn khi tìm kiếm việc làm. Thủ tướng New Zealand đã ban bố lệnh phong tỏa trên quy mô toàn quốc sau khi một ca mắc mới COVID-19 được phát hiện tại Auckland, thành phố lớn nhất nước này sau 6 tháng không ghi nhận ca nhiễm mới. Lệnh phong tỏa toàn quốc của New Zealand sẽ bắt đầu có hiệu lực từ tối ngày 17 tháng 8 và kéo dài trong 3 ngày. Riêng ở thành phố Auckland và vùng Coromandel lân cận, lệnh phong tỏa có hiệu lực trong 7 ngày. Giới chức New Zealand nghi ngờ ca mắc mới trong cộng đồng ở thành phố Auckland do biến thể Delta gây ra. Có sự lo ngại lớn về dịch bệnh COVID-19 bùng phát trong cộng đồng thổ dân dễ bị tổn thương bởi tỷ lệ tiêm chủng ở nhóm này đang rất thấp. Kể từ khi dịch bệnh bùng phát đến nay, New Zealand ghi nhận 26 ca tử vong do COVID-19 trong tổng số 5 triệu dân của nước này. Tên lửa Vega do châu Âu sản xuất đã được phóng từ vùng lãnh thổ hải ngoại Guiana của Pháp mang theo một vệ tinh quan sát trái đất và bốn vệ tinh nhỏ khác lên quỹ đạo trái đất. Lần phóng thứ hai trong năm của tên lửa Vega là một phần quan trọng trong tham vọng không gian của châu Âu. Hàng hóa chính mà tên lửa đẩy Vega đưa vào quỹ đạo là một vệ tinh có độ phân giải cao. Vệ tinh thứ hai trong số chùm bốn vệ tinh có tên là Blader, có nhiệm vụ quan sát trái đất do hãng Airbus vận hành. Vega là loại tên lửa đẩy nhỏ nhất của tập đoàn Iran Space được phát triển nhằm chiếm thị phần trong thị trường phóng vệ tinh đang bùng nổ. Vega có tổng cộng 18 lần phóng kể từ năm 2012. Còn bây giờ như thường lệ sẽ là những thông tin đáng chú ý trên các báo số ra hôm nay. Thưa quý vị, trong bối cảnh dịch bệnh thì nhiều địa phương thực hiện giãn cách xã hội, việc tiêu thụ nông sản cần có những giải pháp hết sức linh hoạt để hỗ trợ người nông dân, bài viết trên báo Nhân dân. Việc hình thành luồng xanh đường thủy đang được xúc tiến hết sức nhanh chóng để tạo ra thuận lợi tiêu thụ hàng hóa cho bà con nông dân. Cùng với đó, tổ công tác 970 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đã sớm hình thành cổng thông tin về kết nối cung cầu nông sản để tiếp tục thực hiện việc kết nối mà không cần đến trực tiếp vùng sản xuất. Ở đó không chỉ có thông tin hàng hóa, người mua, người bán, mà về lâu dài sẽ cập nhật cả thông tin thị trường, mã số vùng trồng. Báo Sài Gòn Giải Phóng số ra hôm nay thông tin vụ việc bệnh nhân tử vong do bị 5 cơ sở y tế ở thành phố Di An, tỉnh Bình Dương từ chối tiếp nhận cấp cứu. Công an tỉnh Bình Dương đang phối hợp với các cơ quan chức năng để làm rõ có hay không dấu hiệu hình sự trong vụ việc này. Nếu có hành vi vi phạm trong việc tiếp nhận cấp cứu bệnh nhân thì phải xử lý nghiêm theo đúng quy định của pháp luật và công khai kết quả trên các phương tiện thông tin đại chúng. Cùng với đó Bộ Y tế cũng cho biết nếu bệnh viện công nào từ chối bệnh nhân thì sẽ tiến hành kỷ luật, còn nếu là cơ sở y tế tư nhân sẽ rút giấy phép ngay. Thưa quý vị, Bộ Kế hoạch và Đầu tư vừa có tờ trình chính phủ về việc xây dựng một nghị quyết nhằm hỗ trợ doanh nghiệp trong bối cảnh đại dịch Covid-19, thông tin trên báo Lao động. Dự thảo nghị quyết có rất nhiều giải pháp đáng chú ý được đưa ra như bổ sung mở rộng đối tượng được áp dụng chính sách cơ cấu nợ, miễn giảm lãi suất để giảm thiểu tối đa việc doanh nghiệp giải thể, phá sản và sớm đưa 50.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại. Các giải pháp mở rộng đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ từ các ngân hàng đang rất được các doanh nghiệp chờ đợi bởi sức chống chịu của khu vực doanh nghiệp vẫn đang tiếp tục suy giảm. Luật đất đai đã qua nhiều lần sửa đổi nhưng các vấn đề liên quan đến khiếu kiện đất đai chẳng những không thuyên giảm mà còn có dấu hiệu gia tăng. Sửa đổi toàn diện Luật đất đai là nhận đề bài viết rất đáng chú ý trên báo Diễn đàn Doanh nghiệp. Hiện Luật đất đai còn rất nhiều bất cập lớn liên quan đến các vấn đề như sự tích tụ đất nông nghiệp, phát triển nhà ở, các bất động sản du lịch chưa được cấp giấy phép, khó kiểm soát tình trạng người nước ngoài mua đất tại Việt Nam. Các chuyên gia cho rằng ở lần sửa đổi lần này cần phải hoạch định chính sách đất đai phù hợp, có chính sách phát triển nhà ở cho các nhóm yếu thế, tăng cường minh bạch về thông tin bất động sản, về quy hoạch đất đai. Trong đó, điểm cốt lõi là định hình lại việc đưa chế độ sở hữu toàn dân về đất đai vào cơ chế thị trường. Trong khi chính phủ và chính quyền thành phố Hồ Chí Minh đang nỗ lực tìm kiếm nguồn vắc xin COVID-19 để sớm đạt miễn dịch cộng đồng thì có người lợi dụng sự bức bách của người dân để tư lợi. Ra giá, giá tiêm vắc xin COVID-19 là bài viết trên báo Tuổi trẻ Đáng nói, cò tiêm vaccine lại là cán bộ phường 2, quận 6. Để có nguồn vaccine tiêm dịch vụ, nhóm này đã tận dụng từ việc một số người trì hoãn tiêm do các bệnh lý đi kèm hoặc có trong danh sách nhưng chưa đến tiêm để môi giới tiêm cho người có nhu cầu, với giá từ 1 triệu đến 3 triệu đồng một mũi tùy loại. Thưa quý vị, gói hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động gặp khó khăn do đại dịch COVID-19 theo nghị quyết 68 và quyết định 23, đến nay vẫn triển khai chi trả chậm vì nhiều lý do khác nhau bài viết đáng chú ý trên báo đại biểu nhân dân. Một trong số những lý do đó chính là các địa phương đang thực hiện giãn cách xã hội nên dẫn đến việc giải quyết thủ tục, hồ sơ khó khăn. Một số chính sách hỗ trợ hiện cũng gặp khó khăn khi triển khai như chính sách hỗ trợ đào tạo duy trì việc làm cho người lao động, hỗ trợ doanh nghiệp thay đổi cơ cấu, công nghệ. Bộ Lao động Thương binh và Xã hội đề nghị địa phương chậm triển khai kiểm điểm lại trách nhiệm để có cách làm sáng tạo, phải có sự phân công cán bộ phụ trách cho từng đối tượng, hướng dẫn hình thức đăng ký nhận hỗ trợ trên cổng dịch vụ công quốc gia tạo điều kiện tốt nhất cho người lao động và người sử dụng lao động được thụ hưởng chính sách Thưa quý vị, từ ngày 1 tháng 10, tỷ lệ cho vay vốn ODA, vốn vay ưu đãi đối với các địa phương sẽ được điều chỉnh giảm theo nghị định số 79 vừa được chính phủ ban hành. Sẽ có khoảng từ 7 đến 8.000 người lao động tại Hà Nội bị mất việc mỗi tháng nếu dịch bệnh tiếp tục diễn biến theo kịch bản xấu, cùng với nhiều thông tin kinh tế thị trường đáng chú ý sẽ được chuyển tới quý vị ngay sau đây. Chính phủ vừa ban hành Nghị định số 79-2021, sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 97-2018, theo đó, đối với địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 70% trở lên, tỷ lệ cho vay lại là 10% vốn vay ODA, vay ưu đãi. Theo quy định cũ, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi. Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương từ 50 đến dưới 70%, tỷ lệ cho vay lại là 30% vốn vay ODA, vay ưu đãi. Theo quy định cũ, tỷ lệ cho vay lại là 40% vốn vay ODA vay ưu đãi. Địa phương có tỷ lệ bổ sung cân đối từ ngân sách trung ương so với tổng chi cân đối ngân sách địa phương dưới 50%, tỷ lệ cho vay lại là 50% vốn vay ODA vay ưu đãi. Địa phương có điều tiết về ngân sách trung ương trừ thành phố Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ cho vay lại là 70% vốn vay ODA vay ưu đãi. Thành phố Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh, tỷ lệ cho vay lại là 100% vốn vay ODA vay ưu đãi. Cục Phòng vệ Thương mại vừa cảnh báo 10 sản phẩm của Việt Nam có nguy cơ bị áp dụng biện pháp phòng vệ thương mại khi xuất khẩu vào thị trường Mỹ và châu Âu. Cụ thể, danh sách theo dõi bao gồm các mặt hàng, gỗ sán từ nguyên liệu gỗ cứng, tủ gỗ, ghế sofa có khung gỗ, đá nhân tạo, gạch men, xe đạp điện, ống đồng, vỏ bình ga, ghim đóng thùng, gỗ thanh và viên giải gỗ được tạo sáng liên tục. Đáng chú ý, cả 10 sản phẩm này đều xuất khẩu sang thị trường Mỹ. Khác với sự nhộn nhịp tháng trước, những ngày gần đây, hàng hóa thông quan qua cửa khẩu tỉnh Lào Cai và tỉnh Lạng Sơn chậm hơn. Hàng nghìn container hàng nông sản và hoa quả tươi như thanh long, dưa hấu, vải thiều đang bị tắc nghẽn. Kim ngạch xuất nhập khẩu nửa đầu tháng 8 giảm 23,7% so với tháng 7, nguyên nhân là do giữa hai nước đưa ra những quy định chặt chẽ trong công tác kiểm dịch. Trong bối cảnh Mỹ và nhiều quốc gia EU đang bắt đầu quá trình phục hồi sau dịch COVID-19, từ nay đến cuối năm, doanh nghiệp ngành gỗ khá bận rộn do đơn hàng xuất khẩu đã được ký kết. Thế nhưng theo báo cáo của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam, trong số 265 doanh nghiệp chế biến gỗ tại vùng trọng điểm phía Nam, hiện chỉ có 141 doanh nghiệp duy trì hoạt động với số lượng công nhân đang làm việc khoảng 30.700 công nhân trong tổng số 119.300 lao động trước khi thực hiện giãn cách xã hội. Tình hình này khiến các doanh nghiệp ngành gỗ phải đối mặt với tình trạng ngưng trệ sản xuất, ảnh hưởng tới tiến độ sau hàng. Báo cáo của Trung tâm Dịch vụ Việc làm Hà Nội nhận định, dịch bệnh COVID-19 tác động trực tiếp đến hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiều doanh nghiệp và đời sống, việc làm của người lao động trên địa bàn thành phố. Thị trường lao động việc làm trên địa bàn thành phố sẽ phụ thuộc vào các kịch bản phòng chống dịch. Ở kịch bản 1, sự kiến số lao động mất việc làm hàng tháng sẽ còn khoảng từ 3-4.000 lao động, số doanh nghiệp bị ảnh hưởng là 12-15%. đến trong kịch bản 2, diễn biến dịch bệnh kéo dài hơn, sự kiến số lao động mất việc làm hàng tháng sẽ khoảng 5 đến 6 nghìn lao động, số doanh nghiệp bị ảnh hưởng là 20 đến 25%. Với kịch bản thứ ba, kịch bản xấu nhất, thị trường lao động sẽ chịu ảnh hưởng nặng nề với nhiều nhóm lao động sẽ rơi vào tình trạng mất việc làm, giảm giờ làm, giảm thu nhập. Đặc biệt là nhóm lao động yếu thế sẽ bị tổn thương như lao động di cư, lao động khu vực phi chính thức. Thất nghiệp gia tăng, số lao động mất việc làm hàng tháng sẽ tăng cao, dự kiến khoảng 7 đến 8.000 lao động, dự kiến số doanh nghiệp bị ảnh hưởng có thể lên đến từ 30 đến 40%. Hiện nay, tại đa số các ngân hàng, lãi suất tiền gửi từ 1 tháng đến dưới 6 tháng dao động từ 3,1 đến 4% một năm, trong khi gửi 12 tháng trở lên, lãi suất từ 5,5 đến 7% một năm. Chính sự chênh lệch lãi suất đã khiến nhiều người gửi tiền chọn các kỳ chung dài hạn trên 12 tháng để được hưởng mức lãi suất cao. Nửa đầu năm, huy động vốn từ dân cư tăng khoảng 3,1%. Để kích thích huy động tiền gửi dài hạn từ dân cư, nhiều ngân hàng cũng chủ động nới rộng khoảng cách tranh lệch để nắm dòng tiền gửi. Nguồn tiền gửi dài hạn giúp các ngân hàng đáp ứng tốt hơn các yêu cầu an toàn vốn. Để tiếp tục tăng cường trong công tác kiểm tra xử lý nghiêm vi phạm trong việc phòng chống dịch bệnh COVID-19 trên địa bàn thành phố và tạo điều kiện thuận lợi tối đa cho các phương tiện vận tải hàng hóa lưu thông trên luồng xanh, Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu các phương tiện ô tô vận chuyển hàng hóa ra vào thành phố chịu trách nhiệm chính trong việc khai báo, đăng ký và thực hiện đúng quy định về việc tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ủn tắc giao thông. Sở Giao thông Vận tải Hà Nội yêu cầu lực lượng chức năng thường xuyên kiểm tra giám sát và yêu cầu lái xe phụ xe của đơn vị thực hiện nghiêm túc các biện pháp phòng chống dịch bệnh theo hướng dẫn của Trung ương và thành phố Hà Nội. Thanh tra Sở Giao thông Vận tải Hà Nội phối hợp với các lực lượng chức năng tăng cường công tác kiểm tra giám sát đối với phương tiện vận chuyển hàng hóa được cấp thẻ nhận diện, phương tiện có QR code hoạt động trên nguồn xanh tại các chốt kiểm soát và các địa điểm tập kết phương tiện giao nhận hàng hóa đảm bảo tuân thủ đầy đủ các yêu cầu phòng chống dịch, không gây ùn tắc giao thông, kịp thời phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm quy định về phòng chống dịch COVID-19. Bộ Giao thông Vận tải vừa ban hành thông tư số 16 quy định về kiểm định an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường phương tiện giao thông cơ giới đường bộ. Điểm mới của thông tư này là kéo dài chu kỳ kiểm định lần đầu và định kỳ đối với xe ô tô kinh doanh vận tải chở người đến 9 chỗ so với hiện nay. Cụ thể, xe kiểm định lần đầu sẽ có chu kỳ 24 tháng, tăng 6 tháng so với hiện nay. Các chu kỳ tiếp theo có thời hạn là 12 tháng một lần, tăng 6 tháng. Tuy nhiên, việc này chỉ áp dụng đối với xe có thời hạn sản xuất đến 5 năm. Sau thời hạn 5 năm và đối với xe sản xuất trên 5 năm, chu kỳ đăng kiểm định kỳ là 6 tháng một lần như hiện nay. Thông tư có hiệu lực từ ngày 1 tháng 10. Tổng cục Đường bộ Việt Nam vừa có văn bản yêu cầu Sở Giao thông Vận tải các địa phương đôn đốc thực hiện nghị quyết số 66/2021 của Chính phủ về lắp camera giám sát theo nghị định số 10/2020 về kinh doanh và điều kiện kinh doanh vận tải. Theo Tổng cục Đường bộ Việt Nam, trong điều kiện dịch COVID-19 bùng phát như hiện nay, camera giám sát là giải pháp hữu hiệu để phòng chống dịch từ xa, nhắc nhở lái xe, hành khách tuân thủ nghiêm các quy định 5K của Bộ Y tế, góp sức cùng cộng đồng phòng chống dịch. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cũng yêu cầu Giám đốc các sở giao thông vận tải chịu trách nhiệm chỉ đạo đôn đốc và kiểm tra việc thực hiện của các đơn vị kinh doanh vận tải, đồng thời các sở giao thông vận tải báo cáo định kỳ tới Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố và Tổng cục Đường bộ Việt Nam về kết quả thực hiện lắp camera theo quy định của Nghị định số 10 -2020 đồng thời đề nghị Hiệp hội Vận tải Ô tô Việt Nam tuyên truyền hướng dẫn Hiệp hội Vận tải Ô tô các địa phương và các đơn vị kinh doanh vận tải khẩn trương thực hiện việc lắp đặt camera trên xe theo quy định. Thưa quý vị, tại 28 chốt kiểm soát dịch COVID-19 cấp tỉnh của tỉnh Hải Dương đã triển khai lắp đặt hệ thống camera để tăng cường giám sát người phương tiện qua lại trước những diễn biến phức tạp của dịch bệnh COVID-19. Mỗi chốt kiểm soát có ít nhất là 4 camera đơn lẻ kết nối với máy tính, hình ảnh được lưu giữ trong 21 ngày. Hệ thống camera này sẽ giúp thuận lợi hơn cho lực lượng chức năng trong việc xử lý các tình huống ở ngoài hiện trường 24 trên 24 giờ, phục vụ cho công tác truy vết khi cần thiết, kể cả những tình huống phát sinh về giao thông hay những trường hợp chống đối không tuân thủ quy định tại chốt để xử lý. Sở Thông tin Truyền thông Hải Dương đang xây dựng phương án kết nối truyền hình ảnh từ hệ thống camera ở các chốt về máy tính trung tâm đặt tại sở để thuận tiện trong quản lý giám sát. quý vị, dạng sáng ngày 18 tháng 8 năm 1965, quân đội Mỹ đã phát động chiến dịch Starlight hay còn gọi là trận vạn tường ở Việt Nam. Đây là trận chiến lớn đầu tiên trong cuộc chiến tranh Việt Nam với sự tham gia của các lực lượng quân đội Mỹ và đã bị thất bại hoàn toàn chiến thắng vạn tường có ý nghĩa lịch sử vô cùng quan trọng, là mốc son trói lọi, phản ánh khí thế cách mạng tiến công, sự mưu trí kiên cường dũng cảm, đoàn kết chiến đấu của quân và dân Quảng Ngãi với bộ đội chủ lực quân khu 5. Hôm nay, mời quý vị cùng ngày năm xưa tìm hiểu về chiến dịch này. Sáng ngày 18 tháng 8 năm 1965, một lực lượng lớn quân Mỹ gồm 4 tiểu đoàn lính thủy đánh bộ, một tiểu đoàn xe tăng và xe bọc thép, 2 tiểu đoàn pháo 105 ly, 6 tàu đầu bộ và pháo hạm cùng hàng trăm máy bay chiến đấu, mở cuộc hành quân phối hợp với hải, lục, không quân tiến vào vạn tường Quảng Ngãi. Sau khi dùng pháo, máy bay bắn phá dọn đường, quân Mỹ liền chia thành 4 mũi tiến công về vạn tường. Một mũi theo đường bộ từ Chu Lai vào, hai mũi đổ bộ đường biển và một mũi đổ bộ đường không. Với hy vọng sẽ tiêu diệt quân ta trong thời gian ngắn nhất, quân Mỹ từng bước khép chặt vòng vây, dồn quân ta vào vạn tường, rồi dùng hỏa lực tiêu diệt. Chúng tôi gọi đó là trận Starlight, trận đánh lớn đầu tiên ở quy mô cấp trung đoàn trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Nó kéo dài 6 ngày, từ ngày 18 đến 24 tháng 8 năm 1965. Lực lượng thủy quân lục chiến Mỹ đổ bộ và đụng độ với trung đoàn Việt Nam. Họ là một đội quân dày dạn kinh nghiệm. Dù sao, họ cũng đã từng đánh bại quân Pháp. Họ đã tiến lên và đối đầu với đội thủy quân lục chiến. Quân đội Mỹ muốn dùng lực lượng quân giải phóng ra biển nhằm buộc họ giao chiến trên địa bàn chống. Tại đây, các phương tiện và trang bị chiến tranh của Mỹ có thể phát huy tối đa sức tàn phá, cũng như mang đến phần thắng cao hơn. Tuy nhiên, mục đích và âm mưu của chúng đã nhanh chóng bị đánh bại. Chúng tôi bị bao vây hoàn toàn và liên tiếp bị nã đạn từ khắp bốn hướng. Máy bay của chúng tôi bị phục kích. Chúng tôi bị bao vây hoàn toàn. Vào chiều ngày 18 tháng 8, quân Mỹ đã đổ bộ xuống ngay trước trận địa của ta, bị ta bắn rơi bốn máy bay trực thăng. Quân Mỹ gọi chi viện và chiếm được cao điểm 43 ngay sau đó, bộ đội địa phương tỉnh Quảng Ngãi phối hợp với du kích đánh vào sâu lưng cánh quân của Trung đoàn 7 Thủy quân lục chiến Mỹ. Tại đây, quân ta đã bắn rơi ba máy bay trực thăng, ngăn chặn việc quân Mỹ tiến hành chi viện ở chiến trường chính. Trận đánh kéo dài đến chiều tối ngày 18. Địch bị đánh thiệt hại 4 đại đội. Lính thủy đánh bộ Mỹ chẳng những không hợp điểm được tại thôn Vạn Tường theo ý định ban đầu, mà còn có nguy cơ bị sang lầy, bị diệt lớn. Hải quân Mỹ pháo kích dữ dội, hòng làm giảm áp lực của ta và dùng máy bay lên thẳng chờ lực lượng dự bị từ hạm đội đang đậu ngoài khơi đổ xuống vạn tường. Ta tiếp tục tiến công cho đến khi màn đêm buông xuống thì trận đánh kết thúc. Chiến thắng vạn tường có ý nghĩa lịch sử vô cùng to lớn, là mốc son trói lọi phản ánh khi thế cách mạng tiến công, sự mưu trí, kiên cường, dũng cảm, đoàn kết chiến đấu của quân và dân Quảng Ngãi với bộ đội chủ lực quân khu 5. Chiến thắng vạn tường khẳng định quân và dân ta có khả năng đánh bại hoàn toàn giặc Mỹ xâm lăng dù chúng có thể đông quân, hùng hậu về vũ khí trang bị và khả năng cơ động. Tiểu mục ngày này năm xưa vừa rồi đã kết thúc chương trình Chào Ngày Mới của Truyền hình Nhân dân. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.